Xin chào các em học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An quận 11. Hôm nay cô và các em sẽ ôn tập nội dung học kỳ 2 sinh học lớp 9, bao gồm các bài như sau. Bài thứ nhất, môi trường và các nhân tố sinh thái. Bài thứ hai, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật. Bài thứ ba, quần thể người. Bài thứ tư, quần xã sinh vật. Bài thứ năm, hệ sinh thái. Và bài thứ sáu, ô nhiễm môi trường. Chúng ta cùng đi vào một số câu hỏi cụ thể. Bài thứ nhất, môi trường và các nhân tố sinh thái. Chúng ta phải nắm được một số câu hỏi như sau. Môi trường sống là gì? Có mấy loại môi trường sống? Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng. Và có bốn loại môi trường sống chủ yếu, đó là môi trường nước, môi trường trong đất, môi trường trên cạn và môi trường sinh vật. Câu thứ hai, nhân tố sinh thái là gì? Có mấy nhóm nhân tố sinh thái? Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật. Có hai nhóm nhân tố sinh thái, nhóm nhân tố sinh thái vô sinh, còn gọi là nhóm nhân tố sinh thái không sống được. Ví dụ, ánh sáng, độ ẩm, lượng mưa. Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh là nhóm nhân tố sinh thái sống được, bao gồm nhân tố sinh thái con người và nhân tố sinh thái các sinh vật khác, ví dụ thực vật, động vật, vi khuẩn, nấm. Câu thứ ba, giới hạn sinh thái là gì? Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định. Nằm ngoài giới hạn này thì sinh vật sẽ yếu dần và chết. Trong bài 44, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật, chúng ta phải trả lời được một số câu hỏi. Câu thứ nhất, các sinh vật cùng loài hỗ trợ hoặc cạnh tranh nhau trong những điều kiện nào? Cho ví dụ, bao gồm có hai mối quan hệ, đó là mối quan hệ hỗ trợ và mối quan hệ cạnh tranh. Quan hệ hỗ trợ xảy ra khi gặp điều kiện thuận lợi, nơi ở có diện tích hoặc thể tích hợp lý, nguồn sống đầy đủ, thì các sinh vật sẽ được bảo vệ tốt hơn, kiếm được nhiều thức ăn hơn. Ví dụ như là các cây mọc gần nhau sẽ không bị đổ khi có gió thổi mạnh. Quan hệ cạnh tranh xảy ra khi gặp điều kiện bất lợi, thiếu thức ăn, nơi ở chật chội, số lượng cá thể tăng quá cao, con đực tranh giành con cái. Một số cá thể sẽ tách ra khỏi nhóm, dẫn đến làm giảm nhẹ sự cạnh tranh và hạn chế sự cạn kiệt nguồn thức ăn. Ví dụ, các con sói tranh giành thức ăn với nhau. Theo các loài sinh vật, xin lỗi, các sinh vật khác loài có mối quan hệ với nhau như thế nào? Đây là mối quan hệ khác loài nhé. Các sinh vật khác loài hoặc sẽ hỗ trợ hoặc sẽ đối địch với nhau. Quan hệ hỗ trợ là mối quan hệ có lợi hoặc ít nhất không có hại cho tất cả các sinh vật. Quan hệ đối địch là mối quan hệ mà một bên sinh vật được lợi, còn bên kia bị hại hoặc cả hai bên cùng bị hại. Trình bày đặc điểm các mối quan hệ khác loài và cho ví dụ. Có hai mối quan hệ khác loài chính, giống như lúc nãy chúng ta đã học, đó là mối quan hệ hỗ trợ và mối quan hệ đối địch. Trong mối quan hệ hỗ trợ được chia ra làm hai mối quan hệ nhỏ hơn là cộng sinh và hội sinh. Trong mối quan hệ đối địch được chia ra làm ba mối quan hệ chính là cạnh tranh, ký sinh nửa ký sinh và sinh vật ăn sinh vật khác. Cộng sinh là sự hợp tác cùng có lợi giữa hai loài sinh vật. Một số ví dụ như là vi khuẩn sống trong nốt sừng của rễ cây họ đậu. Hội sinh là sự hợp tác giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi còn bên kia không có lợi cũng không bị hại. Ví dụ như là cá ép bám vào rùa biển, nhờ đó cá được đưa đi xa. Quan hệ cạnh tranh, các sinh vật khác loài cạnh tranh thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống của môi trường, các loài sẽ kìm hãm sự phát triển của nhau. Ví dụ như là trên một cái cánh đồng thì dê và bò cùng ăn cỏ với nhau, chúng sẽ cạnh tranh cỏ. Quan hệ ký sinh nửa ký sinh là sinh vật sẽ sống nhờ trên cơ thể của sinh vật khác, chúng lấy các chất dinh dưỡng máu từ sinh vật đó. Ví dụ như là giun đũa sống trong ruột người. Sinh vật ăn sinh vật khác gồm các trường hợp động vật ăn thịt con mồi, động vật ăn thực vật hoặc
thực vật bắt sâu bọ, ví dụ trong rừng hổ ăn thịt hươu nai. Bài 48 quần thể người thì chúng ta phải trả lời được một số câu hỏi. Đó là nêu sự khác nhau giữa quần thể người với quần thể sinh vật khác. Thì ngoài những cái đặc trưng chung của một quần thể sinh vật, quần thể người còn có những đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có. Đó là những đặc trưng về kinh tế, xã hội, ví dụ như là pháp luật, hôn nhân, văn hóa, giáo dục. Sự khác nhau này là do con người có lao động và có tư duy. So sánh giữa tháp dân số trẻ và tháp dân số già. Cái tháp dân số trẻ thì sẽ có đáy rộng, cạnh xiên, đỉnh nhọn, tỷ lệ sinh và tử đều cao và tuổi thọ trung bình thấp. Ngược lại, tháp dân số già có đáy hẹp, cạnh thẳng, đỉnh không nhọn, tỷ lệ sinh và tử đều thấp, tuổi thọ trung bình cao. Nêu ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lý ở mỗi quốc gia. Thì để có sự phát triển bền vững, mỗi quốc gia cần phải phát triển dân số hợp lý, không để dân số tăng quá nhanh, dẫn đến thiếu nơi ở, nguồn thức ăn, nước uống, ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng và các tài nguyên khác. Ở Việt Nam, hiện nay Việt Nam đang thực hiện pháp lệnh dân số nhằm tạo mục đích đảm bảo chất lượng cuộc sống cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Số con sinh ra phải phù hợp với khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc của mỗi gia đình và hài hòa với sự phát triển kinh tế xã hội, tài nguyên môi trường của đất nước. Trong bài 50 hệ sinh thái, chúng ta phải tìm hiểu được khái niệm thế nào là một hệ sinh thái và cho ví dụ. Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã đó, gọi là sinh cảnh. Trong một hệ sinh thái, các sinh vật luôn luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường, tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định, ví dụ hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Vậy thì một hệ sinh thái hoàn chỉnh có những thành phần chủ yếu nào? Các thành phần chủ yếu của một hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm thành phần vô sinh, ví dụ đất, đá, nước, không khí, thảm mục, sinh vật sản xuất là thực vật, sinh vật tiêu thụ gồm các động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt, sinh vật phân giải như là nấm, vi khuẩn, địa y, muối đất. Thế nào là một chuỗi thức ăn? Thế nào là một lưới thức ăn? Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích đứng trước, vừa là sinh vật bị mắt xích đứng sau tiêu thụ. Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung thì tạo thành một cái lưới thức ăn. Và một cái lưới thức ăn hoàn chỉnh cũng bao gồm có ba thành phần chủ yếu, đó là sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải. Bài 54 và bài 55 ô nhiễm môi trường thì đầu tiên chúng ta phải đi trả lời được khái niệm ô nhiễm môi trường là gì? Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, các tính chất vật lý, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại đến đời sống của con người và các sinh vật khác. Ô nhiễm chủ yếu là do hoạt động của con người gây ra. Ngoài ra, ô nhiễm còn do một số hoạt động của tự nhiên khác, ví dụ như là núi lửa và lũ lụt. Câu tiếp theo, hãy kể tên các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường thường là do thải các khí độc vào bầu khí quyển, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất độc, các chất phóng xạ, các loại chất thải lỏng và rắn, và cuối cùng là các tác nhân sinh học. Vậy thì những hoạt động nào của con người đã gây ô nhiễm môi trường? Có ba hoạt động chính của con người gây ô nhiễm môi trường. Đó là con người đốt cháy nhiên liệu trong hoạt động công nghiệp, giao thông vận tải và sinh hoạt. Con người sử dụng các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, diệt nấm, dùng không đúng cách và dùng quá liều lượng. Con người thải rác, chất thải lỏng và rắn, các chất phóng xạ vào môi trường. Một câu hỏi thực tế ở ngoài, hãy cho biết nguyên nhân của việc ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật sau khi ăn rau và quả. Chúng ta có ba nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân thứ nhất là do dùng thuốc quá hạn và quá liều lượng. Nguyên nhân thứ hai, sau khi phun thuốc lại thu hoạch quá sớm. Thứ ba, người tiêu dùng không rửa sạch rau và quả trước khi ăn.
nêu tác hại của ô nhiễm môi trường. Thì ô nhiễm môi trường sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe và gây ra nhiều bệnh cho con người và sinh vật. Nhiều loại khí độc hại làm ô nhiễm không khí, gây ngộ độc, gây nhiều bệnh cho người, làm biến đổi khí hậu, ví dụ mưa axit và thủng tầng ozone. Các hóa chất bảo vệ thực vật, chất độc hóa học thường tích tụ trong đất, ao hồ, đại dương rồi sẽ phân tán trong không khí, xâm nhập vào chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, sau đó sẽ ngấm vào cơ thể sinh vật, tác động xấu đến hệ sinh thái, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Các chất phóng xạ có thể gây đột biến, gây ra một số bệnh di truyền và bệnh ung thư. Các chất thải rắn gây hôi thối, ô nhiễm môi trường đất, nước, ảnh hưởng đến đời sống của con người và các sinh vật khác. Rác thải từ bệnh viện, xác chết sinh vật, nước thải sinh hoạt, phân, nếu mà không được thu gom và xử lý đúng cách, sẽ tạo điều kiện cho các sinh vật gây bệnh cho người và sinh vật phát triển, có thể phát triển thành ổ dịch gây nguy hiểm cho cộng đồng. Sau khi nắm được các cái tác hại của ô nhiễm môi trường, thì chúng ta cũng nên có một số cái biện pháp để hạn chế ô nhiễm môi trường. Chúng ta có một số biện pháp như sau. Thứ nhất, xử lý chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt, cải tiến công nghệ để sản xuất ít gây ô nhiễm, sử dụng nguồn năng lượng sạch không gây ô nhiễm như là năng lượng gió, năng lượng mặt trời, xây dựng nhiều công viên, trồng cây xanh để hạn chế bụi và điều hòa khí hậu, tăng cường các công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao hiểu biết và ý thức của mọi người về phòng chống ô nhiễm. Vì sao làm rẫy, phá rừng là hoạt động gây ô nhiễm môi trường? Phá rừng làm rẫy là một hoạt động của con người gây ô nhiễm môi trường vì nó sẽ làm giảm độ trong sạch của không khí, giảm lượng nước ngầm, gây lũ lụt, xói mòn, hạn hán, làm giảm độ đa dạng sinh học và mất đi sự cân bằng sinh học. Vì sao tăng dân số quá nhanh cũng là một hoạt động gây ô nhiễm môi trường? Vì tăng dân số sẽ làm tăng nhu cầu nhà ở và khi đó là chúng ta sẽ làm giảm diện tích rừng. Cái thứ hai, tăng dân số sẽ làm tăng chất thải sinh hoạt và sản xuất, ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí, làm cho xã hội kém phát triển, ý thức bảo vệ rừng kém, rừng và nhiều loại sinh vật khác bị khai thác cạn kiệt. Sau khi học xong bài này, chúng ta phải rút ra được kết luận. Vậy thì bản thân em có thể làm gì để hạn chế sự ô nhiễm môi trường? Chúng ta sẽ có một số cái biện pháp của bản thân mình, ví dụ như là không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng bao ni lông, hộp đựng thức ăn, đi học bằng xe đạp điện, xe buýt, sử dụng tiết kiệm điện nước, tham gia trồng và bảo vệ cây xanh, tham gia các hoạt động tuyên truyền và bảo vệ môi trường. Là đã xong một số câu hỏi của phần lý thuyết. Trong phần bài tập thì các em sẽ làm các cái bài tập liên quan tới nội dung của bài học. Chúng ta lưu ý làm bài của cái hình 41.2, đó là giới hạn nhiệt độ của cà rô phi ở Việt Nam. Có một số cái bài tập của bài 41. Ngoài ra chúng ta cần phải làm bài tập về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn. Phần ôn tập của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.